Hội cựu chiến binh huyện Bắc Nạm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo. Hội cựu chiến binh xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn phát triển trồng rừng gắn với chế biến gỗ mang lại hiệu quả cao. Câu chuyện về người cựu chiến binh có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Kim Lư, huyện Nari. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý trong chuyên mục tháng 11 kỳ này. Sau đây mời quý vị đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, nhằm giúp hội viên nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Bắc Nạm đã tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai các chương trình cho vay vốn. Qua thăm nắm, kiểm tra, các nguồn vốn vay đều được các cựu chiến binh trên địa bàn huyện phát huy hiệu quả. Hiện Hội cựu chiến binh huyện Bắc Nạm đã quản lý trên 40,9 tỷ đồng dư nợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với trên 1.000 hộ vay. Trong năm 2019, Hội cựu chiến binh các xã trong huyện đã triển khai cho trên 400 hộ vay với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi này, thời gian qua các hội viên cựu chiến binh tại địa phương đã có điều kiện để đầu tư vốn vào trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh doanh dịch vụ. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước về cây, con giống, khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên trên địa bàn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thi đua vượt qua đói nghèo và vươn lên làm giàu. Đến nay, Hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện vùng cao này đã xây dựng được trên 80 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi do cựu chiến binh làm chủ với thu nhập đạt từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Những năm gần đây, việc xây dựng các mô hình kinh tế có quy mô lớn đang được các hội viên cựu chiến binh tại huyện Chợ Đồn quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, các hội viên trong toàn huyện đã phát triển được hơn 130 mô hình gia trại. Trong đó, các mô hình gia trại, vườn ao chuồng tập trung ở các xã Phong Huân, Bằng Phúc, Bằng Lãng, Bình Trung. Chăn nuôi đại gia súc phát triển tại các xã Ngọc Phái, Quảng Bạch, Bản Thi. Mô hình phát triển trồng rừng tập trung ở các xã Yên Nhuận, Bình Trung, Đại Sảo, Yên Mỹ. Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia trại, các hội viên cựu chiến binh huyện Chợ Đồn còn tích cực xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó có 7 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác có sự tham gia của hội viên cựu chiến binh. Nhìn chung các mô hình kinh tế có quy mô lớn này đang phát triển đúng hướng, có hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định cho các hội viên cựu chiến binh, từ đó giúp nhiều gia đình hội viên vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Hiện nay đời sống các gia đình hội viên cựu chiến binh của huyện Ba Bể đang ngày càng được nâng cao, trong đó 780 hộ có mức sống khá giả. Qua thống kê của Hội cựu chiến binh huyện Ba Bể, toàn huyện hiện có gần 570 gia đình cựu chiến binh có mức sống khá, đạt tỷ lệ 28,5%. Số hộ giàu có mức sống cao là trên 210 hộ, đạt 10,6%. Như vậy, tổng số hộ cựu chiến binh khá và giàu của huyện chiếm trên 39%. Đến nay, tỷ lệ hộ hội viên cựu chiến binh nghèo của địa phương chỉ còn chiếm 9,6%. Những kết quả này là nhờ sự nỗ lực vượt khó và bứt phá vươn lên của các hội viên cựu chiến binh huyện vùng cao trong phát triển kinh tế. Điều này cũng cho thấy vai trò của tổ chức hội trong việc hướng dẫn, khích lệ các hội viên mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm để xây dựng thành công các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao. Hội cựu chiến binh các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông vừa tổ chức bình xét danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả trong năm 2019, toàn huyện có gần 1.900 hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu này, bằng 96,2%. Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã thị trấn tổ chức hướng dẫn hội viên đăng ký thực hiện xây dựng gia đình cựu chiến binh văn hóa, làng bản văn hóa. Hưởng ứng phong trào này, hơn 1.960 hội viên cựu chiến binh trên địa bàn đã đăng ký tham gia. Bên cạnh việc tích cực thực hiện tốt các quy ước, hương ước của thôn bản, các hội viên cựu chiến binh huyện Bạch Thông còn thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, không mắc các tệ nạn xã hội, đồng thời nỗ lực bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị khán giả, những năm gần đây nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế từ trồng rừng mà đời sống của các hội viên cựu chiến binh xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn đã có những thay đổi rõ rệt. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây, nhiều hội viên còn tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để mở các xưởng chế biến gỗ, qua đó từng bước tăng thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cựu chiến binh Bùi Văn Thanh hiện có hơn 10 hectare rừng, trong đó 6 hectare rừng gồm quế và mỡ đang được ông trồng và chăm sóc. Theo ông Thanh, trồng rừng không khó và cũng không tốn nhiều công. Trong khi đó, giá trị từ cây rừng này mang lại cũng khá cao. Đúng, sống dựa vào rừng thôi. Có cây, có cối rồi thì mình tính ra đi kinh doanh, buôn bán. Gỗ rừng trồng thì mỗi năm thì được tầm khoảng 100 một tí. Rừng trồng thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, cứ làm giấy tờ các thứ để nộp thuế má rồi đi bán thôi. Xã Đại Sảo hiện có hơn 50 hội viên cựu chiến binh, trong đó đa phần các cựu chiến binh chủ yếu phát triển kinh tế từ rừng. Trung bình mỗi hội viên có từ 5 đến 10 hectare rừng.
Nhờ những lợi ích mà rừng mang lại, các cựu chiến binh xã Đại Sảo đã có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng. Hiện tượng phá rừng, khai thác rừng, lâm sản, lấn chiếm chuyển đổi mục đích rừng và đất lâm nghiệp đã giảm đáng kể. Nhiều hội viên còn tự bỏ vốn đầu tư trồng rừng sản xuất với thu nhập đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, một số hộ còn đầu tư máy móc để mở các xưởng chế biến, khai thác, vận chuyển gỗ rừng trồng. Để giúp các hội viên có nguồn vốn mở rộng quy mô sản xuất, Hội Cựu chiến binh xã Đại Sảo đã tạo điều kiện cho 45 hộ hội viên vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ thiết thực này, nhiều mô hình trồng rừng gắn với chế biến gỗ của các hội viên cựu chiến binh xã Đại Sảo đã phát huy được hiệu quả. Hội cũng đã phát huy cái khả năng vận dụng những cái ưu điểm của địa phương hiện tại là trồng rừng này, khai thác này, vận chuyển này, tạo điều kiện cho các gia đình hội viên có phát triển trong cuộc sống. Đến nay trên địa bàn xã Đại Sảo đã có 3 cơ sở chế biến gỗ do hội viên cựu chiến binh làm chủ với doanh thu đạt từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra các cơ sở này còn góp phần tạo việc làm cho hàng chục hội viên và nhân dân trong xã với thu nhập bình quân đạt từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Hội cựu chiến binh xây dựng cái mô hình phát thi đua phát triển kinh tế. Từ cái chỗ đó thì cũng nhiều hội viên tự mình bỏ vốn là phấn đấu vươn lên, mạnh dạn đầu tư để phát triển, góp phần để tăng thêm cái thu nhập cho hộ gia đình. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế từ rừng, song hiện nay tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo của xã Đại Sảo vẫn còn chiếm 12,4%, hộ cận nghèo 37,9%. Do vậy, Hội Cựu chiến binh xã đang tiếp tục vận động hội viên tập trung phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó trọng tâm là mô hình trồng rừng gắn với chế biến gỗ nhằm tăng thêm thu nhập cho các hội viên. Hội Cựu chiến binh xã đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm từ 1 đến 2 hộ nghèo, giảm từ 3 đến 5 hộ cận nghèo và tăng từ 3 đến 4 hộ khá giả. Năng động, nhiệt huyết, tận tâm với công việc của thôn, bản là những điều đáng quý mà người dân thôn Đồng Tâm, xã Kim Lưu, huyện Nari thấy được ở cựu chiến binh Trần Đức Hỏi. Những năm qua, người cựu chiến binh này đã tích cực tham gia vào nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực ở địa phương. Đặc biệt, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Con đường vào thôn Đồng Tâm trước đây chỉ là bùn đất, lầy lội, khó đi. Nhưng bây giờ đã được trải bê tông rộng rãi, sạch đẹp. Đó là những thành quả mà cựu chiến binh Trần Đức Hỏi cùng các hội viên và người dân trong thôn Đồng Tâm đã nỗ lực gây dựng được trong thời gian qua. Hiện ông Hỏi còn giữ cương vị là bí thư chi bộ, bởi vậy ông càng ý thức hơn vai trò trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Là bí thư chi bộ nên là về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới phải luôn luôn đi đầu, bám chặt vào các nghị quyết của hội cấp trên chỉ đạo sát sao để tuyên truyền vận động nhân dân trong hội viên là phải gương mẫu để cho quân chúng noi theo. Cựu chiến binh Trần Đức Hỏi tham gia quân ngũ từ năm 20 tuổi. Sau 4 năm, ông trở về địa phương xây dựng gia đình và tham gia phát triển kinh tế. Với sự năng động, nhiệt tình trong công tác xã hội, năm 1998, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Năm 2006, ông tiếp tục giữ cương vị là bí thư chi bộ. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, người cựu chiến binh này đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu thôn. Để chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực, ông Hỏi cùng với các tổ chức đoàn thể trong thôn đã tuyên truyền vận động hội viên tham gia hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Đáng chú ý, đầu năm 2019, ông cùng với các hội viên trong thôn còn tham gia đóng góp xây dựng và quản lý trên 60 công trình điện thắp sáng làng quê với giá trị hơn 80 triệu đồng, qua đó góp phần cùng các thôn bản trong xã Kim Lư hoàn thiện các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Hỏi đã phát huy rất tốt về tinh thần là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, làm tốt trách nhiệm của đảng giao cho, vừa là một đồng chí bí thư chi bộ của thôn, vừa là hội viên, nhưng đồng chí luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là vận động hiến đất làm đường và xây dựng cơ sở vật chất của tại thôn cũng như toàn xã. Thời gian qua, cựu chiến binh Hỏi còn thường xuyên vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Qua đó, các hội viên đã tích cực cải tạo đất đai, vườn đồi để thực hiện một số mô hình sản xuất. Đến nay, nhiều mô hình kinh tế do hội viên thôn Đồng Tâm làm chủ đã mang lại hiệu quả cao, như mô hình trồng rau màu, mô hình trồng cam, quýt, mô hình nuôi trồng thủy sản. Với những đóng góp không nhỏ của cựu chiến binh Trần Đức Hỏi,
Đến nay, tỷ lệ hội viên cựu chiến binh nghèo của thôn Đồng Tâm chỉ còn chiếm 5,3%. Chuyên mục xứng danh bộ đội Cụ Hồ đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.